Hay quá các bạn ơi, cuối cùng thì ngày hôm nay Thành cũng đã trở thành người đàn ông cưa. Gentleman, trên đầu có cưa, tay trái có cưa, tay phải cũng có cưa, đang quay 360 độ. Bây giờ Thắng sẽ đi cưa tất cả mọi thứ ở trên cái con đường này. Đặc biệt là ở trên cái con đường này có rất là nhiều những cái tên quỷ dữ. Thắng sẽ cưa làm 3 làm 4. Wow, mà chết đâu, ở cuối con đường ấy còn có một tên bốt quỷ to khổng lồ luôn. Thắng sẽ chém nó làm đôi ra cho các bạn xem. Mà cái game này người ta không có nhiều skin à? Mà thôi, cái skin gốc lúc nào cũng là cái skin đẹp nhất. Bây giờ đang đổi cái máy cưa, cái mũ cưa màu đỏ mà chuyển sang màu hồng, chắc là mình bị bê đê mất. Thế nên là đỉnh cao của sự đẹp đẽ là nguyên gốc 111. Ui, tên quý này. Còn ông mấy cái tên level 1 này chắc là không bó. Mình dùng cái cưa ra. Đúng là cưa sắc, cưa xịn sò thực sự luôn anh em ơi. Nhìn đây nè, đây nè, cái túi tiền này, nhiều tiền đến đâu thì nhiều tiền. Wow, Thắng đã nhìn thấy cái con quỷ nó ở đằng sau rồi. Nó chính là cái con quỷ địa ngục đấy anh em. Ê, mình đi đến cái x1.9 rồi nhưng mà cái cưa của mình thì nó lại bị cùn. Thế là mình lại bỏ lỡ cái cơ hội đấu solo tiêu diệt cái con quỷ dưới địa ngục này rồi. Nhưng mà không sao, đợi đại ca nâng cấp đại người ta còn không cho mình nâng cấp à đây rồi. Đây, nâng cấp lên level 2, level 3, level 4. Ui, thôi từ từ đã, mình nâng cấp từ từ thôi, không là mình chất chơi quá. Mới vô cái level 1 thôi mà lại đẳng cấp như này rồi thì làm gì có con nào nó dám đấu với mình. Mấy con quỷ nửa này nó còn có skin mua mũ mới à? Đây, con này có tóc này, còn con này là đội mũ của cảnh sát này, con này level 20, sợ cái gì? Ủa, ui, trời ơi, mình đi vào gai rồi. Thôi không sao, level 31 thì không biết là có. Ui, lần này không phải là con quỷ nữa luôn. Ồ, nhưng mà mình lại yếu nhớt ra. Lưng cấp từ đầu sợ mạnh quá, nhưng mà đi trên cái con đường thì không gặp ai thì hóa dạ bằng hòa thôi. Mình sẽ lưng cấp hết tiền luôn. Bây giờ là kịch tiền rồi. Cái cưa sắt này đi ra. Cưa của nó thì không sắc với mình đâu, nhưng mà mình chạm vào nó là nó sẽ trừ điểm của mình, trừ level của mình. Nào, mấy cái tên level 5 này. Uầy, chua gì mà đã hết rồi. Đấy, level 58 rồi nha. Wow, level 100 luôn. Lần này là không sợ anh, nhưng mà lần này là chỉ đấu với cái con khỉ này thôi. Lên là không có gì mà khó khăn. Wow, bổ đôi nó luôn nè. Trời ơi, đây này, bây giờ là đi vô đây để mài cưa luôn mấy cái con zombie này. Zombie vỡ sọ này. Neo, năng lượng nhiều như này mình quên mất. Đây, sử dụng phím này cho nó đơn giản như là đan dấu. Nhưng mà bây giờ đang là hết năng lượng rồi. Lên nè, có tiền này, nhưng mà phải xem quảng cáo. Thôi, nâng cấp anh em ơi, nâng cấp sức mạnh này. Ui, hết mất tiền rồi. Tí nữa về kia thì làm gì còn tiền nâng cấp nữa. Oh my god anh em ơi. Đấy, về tới cái vạch xuất phát thì còn đúng 8 đô thì làm ăn cái gì. Thôi nhưng không sao. Wow, oh my god. Trời, các bạn ơi, nhìn này. Wow. Đây là cái con quỷ gì đây mà nhìn nó đáng sợ như thế này. Chém nó ra thành 1000 mảnh có được không ta? Wow. Ui, rõ ràng là bổ nó thành rất là nhiều lần, nhưng mà nó chỉ được là làm 2 thôi, đáng nhẽ là phải làm 100 lần chứ. Thôi, không sao. Lần này là người ta sẽ cho mình này nhiều tiền đúng không? Ê, cho mình đúng 32 đô thôi. Trời ơi, mất bao nhiêu sức mạnh thế mà cho ít tiền như này thì làm sao mà lên level được. Mình lên được đúng cái level luôn. Ok, let's go. Mấy cái tên này level 1 nè. Level 1 thì đi ra đi. Lưng cấp lên level 10 thì mới có đủ có tuổi đấu với Thắng. Đấy, một xong lại còn gặp ba nữa. Thôi, đứng ở trên này làm cái gì? Sao gặp mấy cái tên 1-1 này yếu tí nhở. Trời ơi, thế này thì mình có lên level 100 đây. Rồi. Wow, level 100 rồi, gặp luôn cái em quỷ màu xanh. Nào, yo, wow, quá là tuyệt vời, anh mặt dài luôn. Nó lại bị đang bổ lập đôi rồi, lại đến lượt cái chỗ đến mài dao rồi. Hay quá, lại được vào mài dao. Lúc đấy là mình mài được một lửa thôi. Bây giờ là mài hết luôn. Vẫn chưa hết. Ôi ơi, một con nữa này. Bên này, ở dưới. Ui, hết luôn đấy nha. Một con quỷ, một con zombie này là mình sẽ được 1 đô. Được rồi, thôi lấy. Mình sẽ nâng cấp. Ui, người ta còn chưa có kịp nâng cấp mà đã cho chơi rồi bắt chơi. Cái này chắc là chơi đéo mình rồi sao ấy. Để xem nào, ở cuối con đường kia sẽ là cái con quỷ nào đây. Mấy con level 1 này không bỏ ăn luôn các bạn ơi. Mình ăn tiền. Được rồi, con này level 10 này. Hay quá. Kia rồi. Có con level 20 rồi. Là tuyệt vời luôn. Level 70. Wow, hình như nó là con quỷ đá kìa.
Nhưng mà mình cũng chỉ vào được cái OX1.7 thôi, không đấu được với con quỷ đa kia. Lại nha. Ván này mình nâng cấp lên à? Nào, hết tiền chưa? Chưa hết tiền. Uầy. Lên level 11. Let's go, xuất phát. Vẫn phải ăn mấy cái tên level 1 này thôi thì mình mới cao to được. Một level cũng là level to thêm. Đời. Đấy, level 60 nha. Không có gì mà phải sợ cả. Hay quá. Đây rồi. Level 93 rồi. Ui. Yeah. Level 100 là kịch kim luôn. Ui. Đây. Thắng được đấu với con quỷ lửa. Bố đôi. Wow. Con quỷ địa ngục. Ui. Trời ơi. Bây giờ mấy con zombie ở trong này nó còn mặc luôn cả giáp này. Thế này mình phải mài cưa rất là nhiều lần, thấy chưa? Ui. Trời ơi. Cơ của mình cùn rồi, đến nào bây giờ mình không quánh được tên nào, phải lâng cấp tiếp. Ui, không đủ tiền, lâng cấp thêm tiền dưới này. Let's go. Bây giờ là sang bắt đầu một cái màng mới thì mới mài được hết cái bọn này. Người ta không cho skin mũi thì người ta phải cho cái skin mình đổi cái lưỡi cưa sang cái lưỡi cưa màu khác nhớ. Nhìn như thế thì nó mới đẹp. Thôi không sao. Cứ level cao được rồi, level kịch kim 100 là được rồi. Thêm 2 tiền ở bên này. Ua, ở bên trên này vẫn còn á. Bọn này bay à? Én. Nhưng mà toàn bọn level 1 như thế này làm sao mà qua được đây. Ui, hay quá. Level 65 rồi bên này. Ui, 100 luôn. Nhưng mà cái con khỉ này lúc nãy là mình đã tiêu diệt được nó rồi mà. Bây giờ nó còn bén mạng đến đây làm cái gì nữa. Sao mà nó có nhiều mạng thế nhở? Nhưng mà thì vẫn bị đang tiêu diệt mà thôi. Bây giờ đi mài cơ tiếp này. Đi thẳng vào trong này luôn. Nhưng mà là do bọn nó mặc giáp kinh quá nên là mình đấy, mình đi không được luôn này. Thôi đi ra. Mới mài được một tí thôi mà hóng cả cưa kìa. Ấy, có 57 tiền bọ thì làm sao mà nâng cấp được. Vẫn lên được một level này. Vẫn lên thêm một level thôi. Còn đâu là bây giờ thắng sẽ để dành để thắng nâng cấp lúc mà mài cưa cưa ở dưới kia. Hình như là lại là gặp con khỉ kia rồi sao ấy. Đúng rồi, lúc đấy gặp con khỉ trắng, khỉ bạch tạng, còn bây giờ gặp luôn cái con khỉ kinh công màu đen kia kìa. Nhưng mà mình vẫn hạ gục nó chứ, làm sao mà tha cho nó được. Đấy, bây giờ đã level 100 như này rồi. Thôi, chuẩn bị bổ nó làm đôi thôi. Oai quá, nó bảo tha cho em. Tha cái gì mà tha, đã tới đây chiến đấu rồi thì đừng có mong mình tha. Ok, mình phải đi vào mài cưa nữa nên mình không tha được. Hết chưa? Ôi trời ơi, chỉ có mình hết năng lượng thôi chứ bọn nó không hết được. Đi vô đây, nâng cấp này, hết mất tiền rồi thì lại phải cày tiếp thôi. Wow, kia rồi, cực bọn ơi, nhìn kia kìa. Đây là cái tên gì đây? Tên người kiếm à? Nào, của mình là người cưa, còn tay của nó có kiếm, đầu của nó kiếm, nó sẽ là người kiếm. What? Nó còn tận 66 máu kìa. Oh my god, thế là mình đã bỏ qua nó rồi kìa. Chán ghê nhở, tại mình mất tập trung quá. Không là nó cũng ngéo mất tiêu rồi đấy. Để, không sao. Dưới kia là có con quỷ xanh kìa. Mình đã tiêu diệt được cái con quỷ xanh chưa? 83, 100 luôn. Ui, mình đếm còn không có kịp luôn, sợ quá đây. Nèo, vào đây, bạn quỷ xanh này. Bạn này hình như là sống ở dưới nước đúng không? Nhưng mà bạn định lên trên bờ để bắt lật mình này. Thôi, chỉ lên đây để cho mài cho cái cưa của mình sắc thôi. Này mấy con zombie này, đi. Tránh ra đi. Tránh ra đi. Hay quá, đã dọn dẹp được hết cái bọn zombie mà còn áo giáp ở đây rồi. Quá là tuyệt vời, ông mà giờ luôn. Đấy, phát này là có rất là nhiều tiền luôn này. Nhưng mà nhiều tiền như này không phải lên cấp đâu, bởi vì là mình cứ xém xẹt hết ở cái con đường này là mình cũng full cấp 100 rồi. À kìa, lại gặp cái con quỷ đá đấy nha. Đó, thấy chưa, level 39 luôn. Mấy cái thằng level 1 này thì vẫn phải ăn mà thôi. Ê, 42 à? Đầu kia vẫn còn nữa nha. Với cái sự tính cộng nhanh nhẹn của mình là mình sẽ biết ở cuối đích là mình sẽ level bao nhiêu. Đấy, 83 này, ăn hai mày là full 100. Người ta chỉ cho kịch 100 thôi, nên là mình ăn nhiều hơn thì cũng không được. Nào, con quỷ đá. Quỷ này á, quỷ này là để mài dao. Hay quá. Wow. Trời ơi các bạn ơi, bây giờ bọn zombie nó không thèm mặc giáp mà cũng không thèm có thêm thịt. Bọn nó chơi hẳn bộ xương với mình luôn, như kiểu là chơi khô máu luôn. Khô máu thì khô máu, anh thắng đây không sợ. Nào, nữa đi. Nhưng mà xương của bọn nó hơi cứng. Chém được mấy con, bổ được mấy con, thế là mình cồn luôn.
ok luôn. Sang bên này. Hẹn gặp lại các bạn Sương ở cái màn này nha. Lần này là mình sẽ đi mài cưa tiếp nhiều thêm. Mà người ta cũng chuẩn bị cho mình sang một cái map mới rồi đấy. Wow, lại được đấu với cái con quỷ nữa rồi. Kia rồi. Ơ, đừng. Trời ơi các bạn ơi. Trời ơi, mình đi vào mấy cái bê gai. Mình bị què bước chân rồi. Thôi sao, có lẽ không được mắc level 100 rồi. 58 này. À, vẫn được nha. Mắc level 100 luôn. Bởi vì là về tới cái cuối thì sẽ có mấy con quỷ level cao, nên là nó sẽ giúp mình mài dao và bổ được cái con quỷ nữa này làm đôi. Hai tay đánh nhé, phải bổ làm bốn nhá. Thôi, lại gặp các bạn không xương rồi. Đây, cho mình mài dao tí nào. Quay nữa nào. Ui. Mới quay được một tí thôi thì mình đã bị cùn rồi. Thôi thì bây giờ mình lại phải quay trở lại cái con đường yêu dấu của mình. Mình chỉ cần chơi thêm hai bạn thôi là người ta sẽ đổi cho mình sang một cái map mới. Và mình sẽ đi gặp một cái con quỷ mới. À, kia rồi. Lại gặp cái con khỉ màu trắng kia. Không có cái tuổi tác gì mà đấu với mình cả. Nào, đứng ở trên không tưởng mình không chém được á. Ê, bạn khỉ trắng gọi là khỉ bạch tạng này. Lần thứ hai đúng không? Hay là lần... Lần thứ ba là các bạn này nhá. Lần thứ ba. Nào. Chuẩn bị. Ui. Thôi, tốt nhất là bạn đừng có quay trở lại đây làm gì. Bạn quay trở lại đây chỉ lập mạng cho mình mà thôi. Bao giờ mới tiêu diệt được hết cái lũ zombie này đây. Lũ xương zombie này đây. Thôi xong, mình lại bị cùn rồi. Oh my god. God my oh. Vào đây. Lân cấp level 9 rồi. Nhưng mà hết tiền rồi. À, đây rồi. Gặp luôn em quỷ màu tím. Hay quá. Phát này đã được bổ nó làm 100 mạnh. Nào, hay đi. Wow. Yeah. Còn không máu luôn. Tuổi gì con quỷ xấu xa này. Wow. Vĩnh biệt nó. Được rồi anh em ơi, mình đã sang vùng Bắc Cực rồi. Không biết là ở Bắc Cực thì sẽ có những cái con quỷ nào đây. Chém phát cả hai hàng luôn. Con này level 10. Wow. Đây này, 30 luôn, cộng thêm 30 level luôn. À, 69 rồi, 71, đây. Cộng thêm 87. Và mấy cái em cuối này thì sẽ cho mình level 100 thôi. À, ở cái vùng Bắc Cực mà không có cái con màu xanh xanh. Cái con gì nhỉ? Cái con gì như kiểu giống trong Minecraft nhưng mà thôi, đừng sợ bởi vì nó là quái vật mà. Rồi, ok các bạn ơi, cái video ngày hôm nay của Thắng tới đây là kết thúc của nhà. Và Thắng sẽ tiêu diệt hết bọn này. Và ta sẽ hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video sau. Còn bây giờ là bye bye.